Do mùa nắng nóng, ít mưa nên các vựa dừa ở các tỉnh miền Tây cho sản lượng ít hơn. Nhu cầu tiêu thụ trong nước và cả nước ngoài đều tăng nên giá dừa tươi tăng theo. Nó tăng lên gần gấp đôi em ạ, đắt khó bán em ạ. Có khi chạy hàng, nó có khách đi vòng, khách quay về mua này. Đắt quá, 10 quả thì mua được 2 quả. Ví dụ loài chú mấy bữa là có 15.000 mà đi lên 20.000 một quả. Và dừa bầu là 18.000 mà đi lên hơn 20. Mà nhiều khi cũng có dừa đó, đắt khó bán. Mỗi từ Bình Định ở miền Nam về anh á, đó, thì cũng lấy quá mỗi nhiều. Thì họ chỉ cả xé 7-8.000 quả, về mình thì lấy 1.000 hoặc là 500. Mùa nắng nóng này thì nói chung là nhu cầu sử dụng nước dừa là nhiều, vì nước dừa là hợp vệ sinh mà kiểu người uống thì cũng đông. Mà so với năm ngoái thì so với đầu năm thì dừa tăng gấp đôi, có thể tăng lên nữa, có lúc phải đến 17-18. Nước dừa luôn được biết đến như một thức uống làm mát, thanh nhiệt cơ thể, không chỉ thơm mát. Trong nước dừa tươi còn chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Thời tiết nắng nóng, chị Sang thường xuyên ghé mua nước dừa cho cả gia đình sử dụng. Nắng nóng nên thì chị cũng hay uống, mua về cho cả nhà uống luôn. Có vẫn tăng. Tăng mà khi mua có 3-30 mà trái to. Bữa đi 35 mà trái nhỏ. Mua hè thì mới hay uống thôi, mua đông thì cũng ít. Mấy đứa nhỏ thích uống nước dừa, thì chị cứ hay mua rồi. Hiện tại thì nước dừa thì em thấy là cái thứ nhất đối phụ nữ á, là sẽ là đẹp giá đầu tiên, cung cấp được cái nguồn nước mà gọi là trong cơ thể mình mong muốn. Nói chung lại là cái nhu cầu của cuộc sống rồi. Thứ nhất là nó tốt, thứ hai là theo mình thì nó cũng chỉ bổ sung những cái tháng thời điểm nắng nóng ấy. Thì mình có thể là nếu có thể đắt hơn thì mình vẫn có nhu cầu để bổ sung cho gia đình. Theo dự báo, mùa hè này thời tiết sẽ khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, giá cả các mặt hàng giải khát, trong đó có dừa tươi tăng lên sẽ giúp cho bà con nông dân có thêm thu nhập.